Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với em Thương. Thì em Thương xin chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ nha. Thì buổi sáng hôm nay em Thương xin phép được review cho mọi người một cục cẩm này. Cục cẩm đây thì vân nó gọi là quá là VIP rồi mọi người ạ. Thật sự là vân quá đẹp. Đấy, vân thì quá đẹp rồi, quá xuất sắc. Cục đây là 37 kg mọi người nhé, 37 kg. Thì không dài dòng nữa thì em sẽ đi vào và giới thiệu và kích thước chi tiết cho mọi người nhé. Cục đây là 37 kg này. Đây, từ đây này các bác này, từ đây chạy dài xuống đến đây là được 86 phân nhé mọi người nhé. Ngang đây là được 26 này. Chỗ đây là 25 và chỗ đây là 24 và chỗ đây là 21. Lên đầu đây là 17, 15. Lõi là 16, 12. Vân quá đẹp luôn mọi người ơi. Đặc nha, hàng bao đặc luôn mọi người nhé. Bao đặc tịt luôn cho mọi người. Cục đây anh chị các bạn đục này, tiện sẽ đều ok. Đấy, các bác nhìn vân này, quá VIP. Thật sự là quá đẹp luôn. 37 kg. Nếu mà ngắm cục này là cứ muốn ngắm suốt ấy. Mấy khi được cục đẹp này anh chị các bạn ấy. Mấy khi có một cục đẹp, quá đẹp luôn mọi người ạ, thật sự là quá đẹp luôn. Đấy, đục tiện xẻ đều ok mọi người ạ. Đấy, cho mọi người xem lại vân này, 37 kg mọi người nhá. Đầu đây là 17, 15, đấy là cả rác, còn lõi không là 16, 12 ạ. Đấy, lõi không này, 12 này, 16 này, vân đây. Đấy, còn đoạn đây là 21, 20, 24, 25, 26, dài 86 cân, nặng 37 kg. Dạ vâng, nếu mà anh chị bạn nào mà thiện chí thì cứ liên hệ cho em số điện thoại là 0338 918 991 nhé. Quá đẹp rồi, chắc chắn là bác nào cũng sẽ thích không. Mấy khi được cục đẹp, hàng bao đặc luôn mọi người nhé. Đấy, hàng bao đặc luôn, bao đục tiện rẻ luôn anh chị bạn nhé. Bao đục tiện rẻ cho mọi người. Rồi em cho một vòng nữa mọi người xem này. Đấy, vòng thứ ba này. Đấy, vòng thứ tư này. Ok rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của em nhá. Rồi, xin chào mọi người nhá.